Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, sáng nay các địa phương trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng tiến hành sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão. Đến trước 11 giờ trưa nay đã hoàn thành việc sơ tán dân theo chỉ đạo của thành phố. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại các địa phương. Cùng với nhiều địa phương khác, sáng sớm nay, quận Ninh Chiểu gấp rút triển khai các phương án ứng phó bão số 13, tổ chức di dời dân và hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa. Tại khu nhà liền kề dọc đường Xuân Thiệu 7 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, các lực lượng chức năng của phường đã đến từng nhà lập danh sách yêu cầu người dân di dời đến trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân tránh trú bão và cùng người dân gia cố lại nhà cửa. Đang dọn đấy, đang chống ở trên nhà buộc hết rồi đi. Đấy, thôi, rồi cảm ơn các cháu, cho bà mạnh khỏe là mừng lắm rồi. Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu cho biết quận đã chỉ đạo các phường chủ động tổ chức trong việc di dân và triển khai các phương án ứng phó bão. Ngoài các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, quận đặc biệt chú trọng các khu vực ven biển, các khu nhà tạm, nhà trọ cho công nhân, sinh viên. Đối với phường thì công tác phòng chống thì cử các tổ công tác là cán bộ của phường trực tiếp phối hợp với bí thư chi bộ, mặt trận tổ dân phố để vận động tuyên truyền bà con càng chống nhà cửa và sơ tán những nhà mà yếu thế, nhà cấp 4, nhà cấp 4 kiên cố thì sẽ di dời đến những nơi sơ tán tập trung. Còn những cái nhà nào mà ở trong khu dân cư mà thật sự kiên cố thì bà sẽ gửi đến những cái nhà kiên cố đó để một số hộ xung quanh lân cận để trú bổ trong các cơn bão số 13. Là khu vực sung yếu, có nhiều phường ven biển, ngay khi có công điện của thành phố về ứng phó với bão số 13, quận Sơn Trà đã triển khai kế hoạch phòng tránh bão đến tất cả các phường, đặc biệt lưu ý đến các tàu thuyền đang neo đậu trên địa bàn. Có khoảng 200 hộ lồng bè và tàu thuyền đến từ các tỉnh lân cận đã neo đậu an toàn vào các khu vực tại Vịnh Mân Quang và Cồn Ma. Đồng thời, hầu hết người dân cũng tuân thủ việc sơ tán, lên bờ trú bão. Địa phương đã bố trí khu vực sơ tán tập trung ở trường trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch và chuẩn bị lương thực thực phẩm cho người dân. Cái thứ nhất là di dân vào tại chỗ, những cái nhà mà cảm thấy không chắc chắn thì qua cái nhà cái cận chắc chắn. Cái thứ hai là các phường có từ 1 đến 2-3 điểm di dân tập trung dành cho những cái khu sung yếu, thì hiện nay là các phường đã triển khai. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, sáng nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tập trung huy động các lực lượng triển khai di dời dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Để ứng phó với bão số 13, hiện nay trên địa bàn phường là có cái khu vực ảnh hưởng nặng do bão, rồi tổ chức sơ tán cho nhân dân về những nơi an toàn. Đối với những trường hợp mà chây lì không chấp hành thì sẽ tổ chức các biện pháp cưỡng chế để và đi đến những nơi an toàn. Phường Thuận Phước thì có 8 block chung cư được xây dựng từ năm 2000 đến nay, thì trải qua 20 năm thì cũng đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Cho nên là đối với tầng 3 thì nó chưa đảm bảo an toàn nếu khi mà có bão đến. Cho nên là Ủy ban phường tập trung trong công tác tuyên truyền, vận động bà con ở tầng 3 của 8 chung cư là di dời trước 11 giờ trưa ngày hôm nay, theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban quận Hải Châu. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, quận Liên Chiểu tiến hành sơ tán hơn 59.000 người, trong đó có nhiều công nhân, sinh viên đang thuê ở trọ trong những căn phòng không đảm bảo an toàn. Huyện Hòa Vang tiến hành sơ tán gần 14.000 người, trong đó có hơn 1.200 người dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét tại các xã Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Bắc. Quận Sơn Trà tiến hành sơ tán 6.870 người, quận Thanh Khê là 3.200 người và quận Ngũ Hành Sơn di dời gần 2.500 người. Bên cạnh sơ tán người dân, chủ yếu là công nhân ở trọ đến nơi tập trung. Quận Cẩm Lệ cũng đã tiến hành sơ tán người dân tại tổ 89 phường Hòa Xuân, các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở gần khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ đến nơi an toàn. Tin bão số 13 tới ạ, bọn em cũng nhăn ở trọ ạ, cũng nhờ chính quyền địa phương di dời dân tới đây để phòng tránh bão lụt ạ. Khi tới đây chuẩn bị thấy thì cũng ở đây cũng khá an toàn ạ. Bão 13 đến nghe nói rất là nguy hiểm, cho nên là phường và tổ trưởng cũng như các anh em huy động người dân để đến trường để trú bão cho an toàn. Nói chung là người dân chúng tôi cũng chấp hành 100% để đi tránh bão cho an toàn. Thì phường họ quan tâm thì dân chúng tôi cũng khấn khởi cũng giống rất vui mừng chứ. Nhưng nên cho con an toàn là chắc hay. Gia đình tôi và toàn thể
dân đều phải chấp hành quy luật của cấp trên đưa ra, di dời trước lúc là 11 giờ. Theo ghi nhận tại các địa phương, đến 11 giờ trưa nay, công tác di dời dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tránh bão đã được hoàn thành theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.